chào tất cả các đồng chí, chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục tôi kể những cái câu chuyện đời lính của chúng tôi khi chúng tôi còn chiến đấu ở trên đất Campuchia. Thì vào cái thời gian đó thì đơn vị chúng tôi cũng có thiệt hại cũng nhiều lần, nên là củng cố lại được lực lượng thì chúng tôi lại tiếp tục là tiếp cận về cái dãy núi đất Tà Keo. Thì để nói rộng hơn một chút thì tình hình Tà Keo lúc đó là tôi cũng xin được nói với các đồng chí là nó rất là căng thẳng. Đấy, và có rất là nhiều đơn vị để tập trung đánh vào đất Tà Keo chứ không phải riêng gì là lính sư 339. Thì cái câu chuyện mà nó bao quát cả một cái chiến dịch đánh ở Tà Keo á, thì tôi không thể biết được, tại vì tôi cũng là lính thôi. Tôi chỉ biết những cái câu chuyện của cái B3 của tôi và cái C3 của tôi thôi. Đấy, thì sau đây tôi xin được kể cho các đồng chí nghe về một cái câu chuyện của đồng chí Năm, là bạn chiến đấu với tôi trong suốt thời gian chiến đấu ở trên đất Campuchia. Thì có một cái câu chuyện, thì cái câu chuyện này lúc đó thì không dám kể với ai cả, mà chỉ có chúng tôi biết và giấu. Thì cho đến ngày hôm nay thì cuộc chiến nó đã lùi xa là hơn 40 năm rồi. Thì tôi cũng xin được kể cái câu chuyện, nó là như thế này. Thì hôm đó là cái C3 của chúng tôi thì tiếp cận cái vườn dừa đó, tại vì ở đó là một cái rừng dừa, rất là nhiều dừa, mà chúng tôi cũng rất là thích được chốt ở đó, tại vì cái rừng dừa đó nó là một cái nguồn cung cấp nước cho chúng tôi này, rồi cung cấp gọi là chúng tôi cứ lấy cái củi dừa chúng tôi ăn nữa. Nói chung là một cái nguồn cung cấp nước và thực phẩm rất là dồi dào, nên chúng tôi cũng rất là thích chốt ở đó. Thì hôm đó là B3 chúng tôi là nhận nhiệm vụ là chốt độc lập ở phía bên cánh trái so với đại đội. Đại đội thì ở giữa đó, và tiếp sau đó là các cái C khác rồi cũng như là tiểu đoàn người ta đóng ở giữa. Còn riêng cái B của chúng tôi ấy, thì vẫn là cái B gọi là được gọi là cái B thiện chiến của C, nên là chúng tôi hay phải nhận cái nhiệm vụ là chốt xa nhất đó. Vì từ cái chốt của chúng tôi mà về được đến đại đội ấy, thì nó phải tầm khoảng gần nửa cây số, nó rất là xa. Đấy, nên là khi nhận nhiệm vụ xong á, thì anh Lâm anh mới dẫn chúng tôi lên đó. Thì lên trên đó thì bắt đầu là chúng tôi cũng bố trí hầm hào công sự, rồi các cái bờ bụi lợi dụng được, tại vì ở đó các cái bờ đất cũng như là các cái ụ mối mô đất thì với các cái cây lau cây sậy á, nói chung là ở đó là dân người ta không có làm ruộng ở đó, mà thân nó chỉ có một cái rừng dừa thôi, không biết là dừa tự nhiên hay là dừa dân người ta trồng thì không biết, nhưng mà rất là nhiều dừa. Thì bố trí xong được tất cả công sự hầm hào, nói chung là chúng tôi ổn định được ở nơi ăn nơi ở cái chốt đó. Thì tôi với quay về chỗ rừng dừa là rủ đồng chí Năm với đồng chí Niên, là ba thằng tôi là với quay lại rừng dừa là lên đi bứt dừa. Thì chúng tôi lấy được hai buồng dừa, xong lại vác lên trên chốt để lấy cái anh em uống nước với là cạo lấy cái củi dừa để ăn. Nói chung lúc đó là cái nguồn thực phẩm cho chúng tôi là cũng cảm thấy là thoải mái. Dừa chiến trận mà có nước dừa uống thì là quá là hạnh phúc. Thì chúng tôi cũng, sau đó rồi chúng tôi vận chuyển vũ khí rồi tất cả các loại trang bị vũ khí của chúng tôi là lên trên đó. Nói chung là chúng tôi cũng cứ ở như chuột, ở dưới hầm, ở các dưới công sự, chứ còn không dám là đi lại lộn xộn, tại vì ở đó là nó cũng rất là gần địch. Nếu mà tình hình địch nó hoạt động ở đó như thế nào á, thì cái đó chỉ có cấp trên mới biết được thôi, còn chúng tôi thì cứ bảo ở đâu thì ở đó. Thì trong cái thời gian chúng tôi chốt ở đó khoảng được 2 ngày á, thì nói chung là mọi việc diễn ra là suôn sẻ, cũng không gặp địch, nói chung là bình thường. Thì lính thì tôi nói với các đồng chí thì rảnh rỗi á, mà cái thời gian nhàn rỗi của chúng tôi thì chủ yếu là cứ nghĩ đến cái chuyện ăn là nhiều, hay nghĩ đến chuyện ăn lắm. Nên là hôm đó là chúng tôi mới tổ chức là đi đào chuột. Cái chiều hôm đó tôi nhớ là vào buổi chiều, vào đầu giờ chiều thì chúng tôi bắt đầu là tổ chức là đi đào chuột, tại vì các cái hang hốc chuột ở trên đó thấy cũng nó cũng nhiều. Mà đồng chí Niên đó, đồng chí là người dân tộc, nên là mấy cái món đó là đồng chí nó cũng hay cải thiện được lắm. Thì ví dụ nhau là đi lanh quanh đó đi đào chuột thì đào mãi chả được, nên là tôi cũng chán nản nên tôi quay về chỗ hầm đồng đội là tôi nằm đó. Nằm đó nó cũng lâu đó, đến khoảng tầm gần gần chiều rồi. Thì bắt đầu là thấy đồng chí Năm á,
là chạy quay về. Chạy quay về là mới nói với tôi bảo là ở trên phía trước đó là có một tốp ông post toàn là nữ thôi. Thì tôi mới báo cáo với chủ anh Lâm, thì anh Lâm anh mới bảo là tổ chức lực lượng lên xem như thế nào. Thì bắt đầu là chúng tôi tổ chức lực lượng đi lên, thì đi theo đồng chí Năm dẫn lên, còn đồng chí Niên là vẫn ở trên đó là cảnh giới và theo dõi cái bọn quân bốt ở đó. Thì thực ra là hai đồng chí này là đi đào chuột xong rồi đi xa cái chỗ khu vực chúng tôi chốt ở đó, thì đồng chí mới phát hiện được. Thì đồng chí Niên vẫn ở trên đó cảnh giới, thì khi chúng tôi lên dẫn trung đội lên, thì dẫn trung đội lên thì chúng tôi bắt đầu bò vào, chúng tôi tiềm nhập sát vào xem, thì thấy ở cái khóm cây dừa là có 5 đứa con gái Pol Pot, là nó có 5 cái gùi. Thế là chúng tôi bắt đầu là nảy sinh ra một cái ý định là bắt sống bọn này. Thì tôi nói với các đồng chí là ngồi xem xét rất là kỹ, còn đồng chí Năm thì cứ nhấp nhổm là muốn bắn luôn, muốn đánh luôn thôi, không bắt sống mất gì, vì cái tính đồng chí rất là hung hăng. Đấy, nhưng mà tôi cứ gàn đồng chí là không được, để xem coi anh Lâm anh chỉ huy như thế nào. Thì anh Lâm anh quyết định là ra một cái phương án là bắt sống. Đấy, thì bắt đầu là chúng tôi đang còn theo dõi như vậy, thì 5 con này nó đứng dậy nó đi. Nó đi thì nó đi thẳng vô chỗ cái đội hình mà bọn tôi đang ém quân ở đó. Thì lúc đó thì cũng rất là đơn giản thôi, mà chúng tôi